Các chất AHA, BHA, PHA là gì? Có tác động như thế nào lên da? Bạn có biết, nhiều khi chăm sóc da rất kỹ lưỡng nhưng các vấn đề về da lại không được cải thiện. Chính là do sản phẩm chăm sóc da mà bạn đang dùng không phù hợp với làn da của bạn. Khi da của bạn gặp các vấn đề như sạm, nám hay mụn thì những sản phẩm skincare có chứa chất AHA, chất BHA, chất PHA là sự lựa chọn vô cùng lý tưởng. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kỹ các hoạt chất đó là gì và tác dụng của nó với làn da ra sao. Hy vọng bài viết sau có thể giúp bạn tìm ra hoạt chất phù hợp và sở hữu làn da căng mịn như mong muốn. Chất AHA là gì? AHA, acid APHA hydroxy, là hoạt chất được sử dụng nhiều trong liệu trình trị mụn và dưỡng da của các chị em nhờ vào khả năng tái tạo một cách kỳ diệu các lớp tế bào da tầng ở trên cùng. Hoạt chất này được sử dụng rất phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da tiêu biểu như toner hay kem dưỡng da. Cơ chế hoạt động của chất AHA, AHA không tan trong nước, do vậy chỉ có tác dụng trên bề mặt của da, không thấm sâu vào làn da nhưng vẫn có thể tái tạo làn da mới. AHA sẽ giúp phá vỡ cấu trúc tế bào sừng đã già cỗi và thúc đẩy việc sản sinh tế bào mới, mang lại làn da khỏe và mịn màng. Công dụng của AHA đối với làn da: tẩy tế bào chết và dưỡng mịn da, giảm tác hại của ánh nắng mặt trời, hỗ trợ điều trị mụn, cải thiện tình trạng sạm nám, giảm nếp nhăn trên làn da và giúp da tươi trẻ và chống lão hóa, tăng cường sản sinh collagen, dành cho làn da khô ráp, thâm sạm và xỉn màu. Chất BHA là gì? BHA, acid beta hydroxy, là hợp chất hữu cơ chứa acid carboxylic và hydroxy. Vì chất BHA là acid gốc dầu, chiết xuất từ vỏ cây Willowback nên BHA tan trong dầu và cũng không tan trong nước. Điểm khác biệt lớn so với AHA là BHA tan trong dầu và giúp làm sạch sâu trong tận lỗ chân lông. Cơ chế hoạt động của chất BHA, BHA tan được trong dầu, làm sạch sâu tận lỗ chân lông, giúp loại bỏ bã nhờn và kiểm soát tuyến dầu. Công dụng của BHA đối với làn da: làm sạch sâu, thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tình trạng mụn và làm mờ thâm mụn, chống lão hóa cho da, cải thiện kết cấu da săn chắc, tẩy tế bào chết, cải thiện tình trạng da sần sùi, giảm tối đa tình trạng rối loạn sắc tố da, dành cho làn da dầu, có vấn đề mụn, sạm, nám nhẹ. Chất PHA là gì? PHA, polyhydroxy acid, được biết tới là một thế hệ acid thứ ba có công dụng như BHA, AHA, nhưng thành phần lành tính hơn vì kết cấu phân tử lớn hơn so với AHA và BHA. Vì thế PHA được thêm vào chu trình skincare dành cho làn da nhạy cảm. Cơ chế hoạt động của chất PHA: cách hoạt động của PHA dựa vào cơ chế lột, tuy không hiệu quả như AHA nhưng lại hạn chế được tình trạng kích ứng da. Điều này có thể giải thích là do kích thước phân tử của PHA lớn nên sẽ khó có thể thẩm thấu sâu vào bề mặt da. Công dụng của PHA đối với làn da: tăng cường độ ẩm cho da, hạn chế sản sinh hắc sắc tố melanin, ngăn chặn quá trình lão hóa, tăng sinh collagen, làm sạch da và ngăn ngừa mụn, chống oxy hóa cao và bảo vệ da khỏi các gốc oxy hóa tự do, dành cho những làn da nhạy cảm có xuất hiện lão hóa. Hy vọng với bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về các chất AHA, BHA, PHA là gì và có tác dụng như thế nào đối với làn da. Dựa trên những kiến thức thực tế này, bạn sẽ có chu trình skincare hiệu quả hơn cho làn da của mình. Chúc các bạn thành công!